đến với chương trình Du lịch kỳ thú phiên bản những thám tử phố nhộn. Ngày hôm nay Glenn xin giới thiệu thành phần thám tử tham gia. Đầu tiên chính là thám tử gạo gọi xinh đẹp, thám tử Cát Tường. Kế bên là thám tử lắm mồm nhiều chuyện, thám tử hàng rapper. Trời ơi. Bên đây là thám tử hết sức là đẹp trai, thám tử Gil Lê. Và thám tử môi giày nữ thần xinh đẹp của du lịch kỳ thú Sĩ Thanh. Trời ơi, mày muốn mình đừng cho chị Sĩ Thanh giới thiệu mọi người ngay từ đầu luôn á. Giới thiệu mọi người bắt chê rồi cuối cùng bắt kêu là thấy bạn xinh đẹp. Tôi khen bà là mua giày. Bây giờ mua giày là mua thời thượng biết không? Ai mà giới thiệu lạ lùng. Lạ tự nhiên cô gái mua giày rồi lạ lùng. Được rồi, thôi kể đi em. Thôi được rồi, tuần trước thì chúng ta đã có hai bức thư bí mật. Thì tuần này Sĩ Thanh xin bật mí hai bức thư có nội dung như sau. Gửi thám tử của chương trình du lịch kỳ thú, em tên là Nguyễn Thanh Tú, 22 tuổi, là nhân viên văn phòng ở Kiên Giang. Dạo gần đây em thấy trên mạng lan truyền một công thức để chế biến ẩm thực siêu tiện lợi và hấp dẫn. Trong clip người thực hiện có thể dễ dàng chống lại cơn đói và cơn thèm ăn thịt nướng. Hả? Ngay tại văn phòng làm việc hay bất cứ đâu chỉ cần một cái bàn ủi. Hả? Em nghi ngờ clip này chỉ tạo ra để gây hài chứ làm sao nướng thịt bằng bàn ủi được. Okay. Thì thám tử có thể kiểm chứng giúp em xem có thể nướng thịt bằng bàn ủi được không, và món ăn được chế biến từ bàn ủi liệu có an toàn cho sức khỏe. Sạch mà. Thì nhiệm vụ lần này Sĩ Thanh đã giao cho thám tử lắm lời nhiều chuyện, thám tử hàng rapper. Sao nãy giờ ngồi bên cạnh tôi nghe vậy? Nó gục mặt quá nha. Thương quá à. Bại phận làm trai trăm họ, bữa nay âm thịnh dương suy, không có anh em nào bên cạnh em, em không dám nói. Chị sờ hồ em. Dạ. Lên đi cưng. Mạnh mẽ lên anh. Dạ. Lên. Nướng thịt bằng ủi hả? Và trước khi giới thiệu với tất cả mọi người chuyến hành trình vừa qua để tôi khám phá được có nướng thịt và làm đồ ăn bằng bàn ủi được hay không, tôi có một câu hỏi dành cho khán giả. Tại sao các bạn không tự làm mà bắt tôi đi làm giùm các bạn? Không, anh nói vậy là sai rồi. Các bạn nhiều khi cảm thấy nó không an toàn, các bạn muốn nhờ du lịch kỳ thú mình thử. Thì là bạn hả? Ừ, hồi xưa giờ mình là... Quan trọng là câu hỏi thứ hai cơ là có an toàn ăn vô, an toàn cho sức khỏe hay em không? Nói gì cũng đúng đó. Ủa, bây giờ em lãnh cái xe của chương trình này là để em chết trước đó. Nhưng không sao, tôi vẫn đang đứng đây. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi chuyến hành trình ẩm thực của chúng tôi. Cái gì vậy trời? Chứ gì thấy khổ rồi. Tại sao những cái thử thách dễ dàng thì không bao giờ giao cho tôi? Những cái gì mà liên quan tới an toàn tính mạng của cha sắp nhỏ ở nhà thì lại giao cho mình. Trời đất ơi, ăn bình thường không ăn, ăn bằng bàn ủi. Rồi bây giờ tôi đã mua sẵn một số thức ăn để tìm đến một người anh em rất là thân thiết mà hy vọng sẽ tốt bụng của anh ấy. Anh ấy có thể dễ dàng hy sinh làm chục bạch thay cho tôi. May nữa hả? May. Thì mấy vụ ăn uống phải nhờ may mới hợp. Kỳ quá, may em mới khỏe lại. Cái gì má? Cái gì đây? Đang làm gì? Trong phòng tôi mang đồ ăn tới đây. Làm việc gì giờ này? 12 giờ làm việc gì nữa? Trước mất. Trời. Ở đây chuyên nghiệp ha. Tập trung nha. Có một khán giả gửi thư yêu cầu đến hỏi chương trình mình á, là cái thám tử có thể chế biến đồ ăn bằng cái bàn ủi không? Bàn ủi, hiểu không? Bàn ủi. Bàn ủi, bàn ủi rồi bàn ủi đâu? Mượn chị ba chị bảy gì ở đâu đó, cái bàn ủi đi. Anh Hoàng là chuyên môn bác xê mà. Công ty ai mang bàn ủi tới? Đây mình tiếp rất là nhiều khách là nghệ sĩ, cũng quay hình tùm lum hết, hiểu không? Thì cũng phải có bàn ủi để ủi đồ cho nghệ sĩ chứ. Còn nghĩ làm sao mà nấu bàn ủi được trời ơi. Giờ cái nghĩ coi, cái bàn ủi nó như thế này, nấu nào đặt cái nồi vô đâu hả? Cái gì? Thằng nào hồi nãy mới nói là bàn ủi kiếm ở đâu? Mà thay giờ tự nhiên móc ra được cái bàn ủi. Cất đi. Hay quá. Cái bàn ủi này để dùng rõ ràng là có bí kíp bị giấu ha. Tại sao? Giận mặt ha. Tôi tìm đúng người rồi. Nóng không? Nóng rồi đó. Ui, đó, để tay lên là phỏng luôn, chứ đừng giận mặt. Ăn okay. Xong có bị gì không? Đây, công nhận nha. Công ty mình dễ thương ha. Làm kệ ha. Đang ai làm đang vô đợt cao điểm nè, mọi người tập trung làm. Bây giờ ráng im. Dạ, nhiều vụ án quá hả? Ừ, cho nên không ai quan tâm tới người khác làm gì đâu. Đó. Ờ, nhìn lên xe nó cháy giết. Không, cái này độc lắm, từ từ. Phóng thiệt á, nó phóng thiệt nguyên đường. Còn cái chín luôn,
cho người ta phải lắp với bạn cho trước khi anh ngắm vô chứ. Nghe tiếng xèo xèo chưa? Được chưa? Cái thần thần đó bạn. Ê, chưa dầu chưa sôi mà đổ. Chưa có nóng mà. Mùi quá à. Mùi cái gì? Chịu khó đi, mùi gì? Hôi quá hả? Vui 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 vui, chưa bao giờ nấu ăn vui vậy luôn á. Trời ơi, hồ sơ của người ta ơi. Cái gì đi ra đây ngay và mau. Trời ơi, đồng nghiệp nhau mà không có tình đồng hương gì hết. Giờ ra đây là chắc hắn không đuổi luôn á. Mà đây an toàn. Sao an toàn, tôi thấy cũng vậy mà. Nhìn đi. Không trái chứ trái. Lỡ có trái mình lấy giò làm xịt liền, hiểu không? À. Hai ba. Ồ. Người ta làm thịt bò. Mấy chưa được, chưa được, chưa được. Im lặng nghe xôi. Biết đâu. Sao ủi cái trứng ta? Cần hơn vụ là bỏ 35.000 ra ngoài ăn cơm cho rồi đúng không? Bởi vậy người ta ra ngoài người ta ăn cơm cho rồi, tự dưng đem đồ ăn về văn phòng làm chi? Không, mà vì khán giả thôi, vì yêu cầu của mỗi vị khán giả mà tôi bị phỏng rồi nè. Rồi lát thôi cậu cắt vô tay một phát máu tóe ra, máu tóe ra. À là có miệng nha, có miệng nha. Thơm không? Miếng thịt đâu rồi? Thơm. Miếng thịt đâu? Chảo kìa. Hả? Chào. Chào. À, miếng thịt đây rồi. Nó chưa chín không ơi. Chắc tôi mở quán vậy quá. Món này đẹp phải không? Thịt heo mà ăn sống là chết đấy. Ôi, nguyên miếng sườn luôn. Có làm mà. Không mà hả? Cái gì? Hả cái gì? Tôi nhớ tới một cái chuyện này rất là lạ. Không biết có liên quan không? Có một hôm tôi đi quay một cái chương trình nọ về một cái gọi là một cái nhà hàng nọ. Tự nhiên tôi thấy cái ông đồ bếp ổng xách mấy cái bàn ủi vô trong nhà bếp. Bàn ủi? Ổng xách bàn ủi vô trong nhà bếp. Tôi không biết ổng xách vô để làm cái gì. Sao nãy giờ ổng nói? Tại giờ mới nhớ ra. Giờ cũng phải bưng đồ ăn lên hỏi người ta. Chứ biết chứ bưng này thì mình đã đến hỏi người ta rồi còn lấy đồ ăn của người ta nữa. Quá nắng bể đầu. Có ai vô nhà hàng mà đi kiểu này không chơi? Bếp đây là bếp nhà hàng. Chứ biết đồ ăn bằng ủi. Bếp trưởng. Đây bàn ủi của mình. Đó kìa bàn ủi kìa. Ô, kìa ký ức tuổi thơ ùa về. Ngày xưa nhớ trong nhà có cái bàn ủi này. Đúng rồi. Quá ta. Em cứ tưởng là bàn ủi bằng điện. Cái nghĩ họ chết là tốn điện chết. Nờ, có ủi trứng được không anh? Ủi trứng không được. Không cần luôn. Nó sẽ bể. Dạ. Heo chắc được không anh? Heo. Heo thì nó sống. Nói chung là cái gì không được là tụi mình làm hết rồi đó. Ướp trong bao lâu anh? Ướp khoảng mình rắc xong rồi bán cho khách luôn. Số gì mà sướng khi anh mà sướng đâu đi ăn gư rư trời ơi. Ủa mà thí dụ như vậy giờ em muốn ăn liền được không anh, tại nhìn thấy thèm quá. Trong tay lắm, ở trong còn sống chưa, mình chưa ăn liền được rồi mình để ăn kèm với mấy cái món này. Cái này là em rắc nó vô, bỏ vô nó mùi thơm. À này là tai vị bỏ vô thịt bò hay gì đó cũng làm như là bỏ vô thịt bò rồi cứ nghĩ là bỏ thịt bò. Đây này lên qua đây bằng cái này để lên cái dĩa đây. Ủa đây để lên đây không nói là dĩa muối, tôi không biết là dĩa muối luôn á, tôi cứ tưởng là cơm chiên. Cơm chiên gì, đây là muối giữ nóng cách nhiệt tốt. Dạ. Ồ wow. Trời ơi, nó chảy kìa. Bơ nó chảy xuống kìa. Bao nhiêu gia vị nó chảy, nó ướp vô cái miếng thịt bò kìa. Khỏi bao bên kìa, môi kìa. Thơm quá. Thơm quá. À. Giờ mình phải lật cái mặt. À, lật. À. Ủa vậy thì bơ có cần thêm bơ trên môi? Hay là bơ thấm lên trên rồi? Mặt thôi, còn đâu nhiều bơ quá, nó ngán ba. Bơ chủ yếu tạo mùi thơm. Dạ. Nó không có bị dính cái bò gì. Yên tâm, để lên mấy miếng muối không? Còn mặn ăn đã lắm ba. Đã quá, trời ơi. À, giờ mình chỉ cần đặt lên thôi. Đúng rồi. Em có tưởng em là chà. Chà là người ủi áo á, thì nó mới bự thì nó mới chà. Cái này miếng thịt. Ây da, hồi hộp quá. Mình là người khai dao khai nĩa đầu tiên. Ừ. Từ từ mình phải đã mới ăn mỡ rồi. Ăn mỡ xong dội luôn kìa. Nhìn lập chữ kìa. Bản thân nó bò Mỹ đã ngon rồi, làm tái mềm mềm ăn đã lắm. Nó có nước sốt rồi đúng không? Có nước sốt đặc biệt của Guru mà. Nước sốt vô nó cộng hưởng sao nè. Trời, tôi không biết diễn tả sao luôn á.
nó nồng, biết ăn mà nó đã. Tôi biết nhận xét. Tôi vẫn nhận thấy được cái vị dai, cái sự dai thịt bò. Trời ơi, em xin phép em lên nha. Xin phép mọi người. Thơm, thơm lòng. Hạnh phúc nhất lúc này. Nó khó tả nha. Mặn mà, đậm đà, thơm, một mùi thơm, một mùi thơm rất là tổng hợp của rất nhiều gia vị khác nhau. Một phần như vậy là bao nhiêu tiền ạ? 450 ngàn. Xác đánh á. Khoan khoan. Tôi có việc tôi. Đứng lại đó. Dù gì mình cũng đã từng ăn chung với nhau rồi thì bây giờ. Cái này thì giờ nói công ty cuối tháng trừ lương lại. Ok. Trời ơi, xem thấy thèm quá. Nhưng mà thật ra là em đã xem cái clip mà cái cô mà người ta trong văn phòng mà ủi đồ ăn được. Nhưng em nghĩ cái chuyện mà ủi đồ ăn á chỉ làm cho thịt bò được thôi. Đúng rồi, bò thôi chứ heo đâu có chín trứng sao lạ. Không... Nhưng mà mục đích của em là đi là khám phá câu hỏi là có an toàn hay không. Đó. Cuối cùng an toàn không? Đã an toàn dành cho thịt bò nên như chúng ta chế biến đúng cách. An toàn thực phẩm thì em thấy an toàn đó là mình ăn được cái thịt đó. Nhưng mà về an toàn thực sự cá nhân ngoài thì thấy không cần thiết. Ví dụ như thấy bạn gia đình bị con nít rồi. Mình có chơi trò này nhé. Không cần thiết làm vậy không? Nhớ hồi xưa con nít mình cũng lấy mấy cái lon sữa bò xong mình cũng đốt đèn cày ở dưới mình nấu cơm rồi này nọ. Nên kiểu gì cũng khó. Mà em thông minh hơn em nấu bằng pháo. Để không? Pháo em lọc, em bỏ nồi, xem nước em chờ nổ. Thôi nói chung em về chỗ đi, em về chỗ đi, nói chung bữa nay em thất bại. Sai quá, chọn không màng đi, cái nhiệm vụ này nó kỳ. Chứ nếu không mà thử coi cái giấy thịt bò mà nướng mà cái bằng ủi đó nó có ra hay không. Mình tự hình dung là sẽ có một miếng thịt bò mỏng. Rồi bạn để bằng ủi lên, cái miếng thịt bò nó chảy nước ra, nó thơm lên. Rồi ăn, trời quá không được. Tự cái nhiên gì nó đem trứng với lại xúc xích rồi. Bởi vì biết gì tôi hỏi bà cái tường rồi tôi hỏi mày làm gì. Chiếc xe này sẽ là một hành trình hết sức là đặc biệt. Mà có liên quan đến chị Cát Tường. Đây sẽ là lần đầu tiên mà chị Cát Tường sẽ cho chúng ta thấy một hành trình hết sức đặc biệt của du lịch kịch. Trời ơi! Cảm ơn trời Phật! Cảm ơn trời! Chị đi rồi! Chị chịu đi rồi! Rồi, tôi ngồi ở đây 8 năm, 8 tháng, 10 ngày. Bữa nay tôi mới được giao chương trình từ lúc tôi ở bên Nhật. Tôi về tới Việt Nam, chương trình du lịch kỳ thú. Bây giờ chuyển sang chương trình những thám tử du lịch. Tôi mới được giao một cái nhiệm vụ. Em chấm điểm luôn. Em chấm điểm luôn nha. Chấm luôn à? Chấm luôn đi. Anh Hoàng thấy được một cái clip của nhóm B336 hát bóng bóng 33 mình tiếng Nhật. Hay lắm. Mọi người đã coi cái clip đó nhưng mọi người không biết được cái công của cái người dẫn dắt, cũng có người mà người dịch đó. Ném đá sao có dịch đâu, có dịch không đó. Đá giống ai? Cát Tường, Cát Tường ở trong chương trình du lịch kỳ thú. Nói chung nôm na là như vậy. Bài bóng bóng băng băng thì ai cũng biết xưa giờ rồi đúng không? Dạ biết. Hồi xưa hát là do cái nhóm 365 hát trước đúng không? Dạ. Thì mới có hai người thanh niên trai trẻ ở bên Nhật. Wow. Quốc tịch Nhật. Wow. Tràn sang Việt Nam. Wow. Mới tình cờ mới nghe được hai cái bài đó, mới khoái cái bài đó quá đi. Nhưng mà coi cái bài đó là coi nhóm B336 biểu diễn. Cover lại. Tiếng Việt. Đúng rồi. Hát tiếng Việt bình thường. Thì hai cái bạn đó mới có nhã ý dịch sang tiếng Nhật tặng cho cái nhóm B336. Trời ơi. Ơi. Mà cái công tiềm ẩn đó là cái công của chị Cát Tường. Đúng rồi. Xin mời quý vị xem đi. Ngày nào khí hậu cũng trong lành vậy thì tốt biết mấy. Vô đây. Vô cái quán cà phê này nè. Hello. Xin chào. Arigato phải không? Arigato là cảm ơn. Arigato gozaimasu. Cảm ơn tại vì hai bạn đã ghi đích danh tên của Cát Tường làm thám tử để mà hướng dẫn cho hai bạn đi gặp nhóm T336. Cảm ơn rất nhiều. Không có gì. Ta gặp nhau một chút thứ tám mọi bị nữ quỷ ai cho em nhỏ món thương gái. La 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 la. Nãy giờ mình đang lo, mình không biết là sẽ nói chuyện với hai bạn là tiếng gì đây. Tiếng Anh thì không rành, tiếng Nhật thì không biết, tiếng Việt thì được. Tiếng Việt rất khó. Khó. Hai bạn học tiếng Việt bao lâu rồi? Một năm. Yeah. Nhưng mà sống Việt Nam là một năm rưỡi rồi. Chúng tôi đến Việt Nam để làm việc. Chúng tôi là nghệ sĩ hài. Nghệ sĩ hài. Nghệ sĩ hài. Biểu diễn bằng tiếng Việt hay bằng tiếng Nhật? Vâng, tiếng Việt. Tiếng Việt. Yeah. Wow. Chúng tôi vừa hát
vừa chơi guitar, vừa biểu diễn, nhà nhảy với nhảy. Nhảy nữa? Yeah. Wow. Yeah. Đẹp không? Không tốt nhảy. Đây là ngôi nhà chung của B336. Wow. Đó, đang luyện thanh, đang luyện thanh. Chúng tôi rất vui. Đây giới thiệu tụi con, hai anh là trong nhóm Double Wish, muốn giao lưu văn hóa giữa Việt Nhật. Hai anh có nhã ý muốn giúp tụi con dịch cái bài Bóng Bóng Bang Bang của chú Alexi qua tiếng Nhật. Thôi bây giờ là trên tay mọi người đã có cái bài hát Bóng Bóng Bang Bang bằng tiếng Việt. Không biết là tụi em đọc được không? Được. Oh. Rồi, vậy thì bây giờ trước tiên chị nghĩ là tụi em hãy dịch cái lời này qua cái tiếng Nhật. Rồi tụi em hát, tụi em dạy cho mấy bạn này từng câu. Miễn sao hôm nay mấy bạn này hát được tiếng Nhật là coi như có nhiệm vụ của thánh tử Cát Tường mới hoàn thành ghê. Tiếng Nhật là ある田舎の町のとぎ話。Vậy làm lại á. Các bạn nhớ chưa? Nhớ rồi. ある田舎。ある田舎。田舎の町の。町の。おとぎ話là ngày xưa câu chuyện. Đúng rồi. Tiếp. Rất thông minh. Hai người nhà tham to cam. Hai người. Hai chị em là Hai chị em. Tên. Nem là namae. Mới có hai câu mà đã loạn rồi. Chị Thanh xinh đẹp ơi, hãy cứu chị. Ok, tiếp. Ủa mà cái câu thứ hai này hát được chưa tụi con? Dạ rồi. Đâu hát rồi. Futari no shimai tamu to kamu. Ủa, hay quá. Hai câu. Aru inaka no machi no togi banashi. Futari no shimai tamu to kamu. Yasashi itamu no negai wa haha no fukai aijou to nukumori. Rồi, tôi đã phát hiện tôi không có khả năng ngôn ngữ học tiếng Nhật. cố gắng nên rất vui. Các bạn có tình yêu cho người Nhật tiếng Nhật. Nên chúng tôi dạy dễ. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu.
quý vị đến với chương trình Du lịch kỳ thú. Và ngày hôm nay chúng tôi đang đứng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trời nắng đẹp và y như lời hẹn, hôm nay chúng tôi sẽ cho các bạn trẻ biểu diễn bài Bóng bóng bang bang của tác giả Only C với phiên bản tiếng Nhật, cùng với sự giám sát của hai bạn trong nhóm Double Wish. Và bây giờ Bóng bóng bang bang xin được phép bắt đầu. Gọi là kỳ thị tôi hoặc là chèn ép tôi mà nói chương trình cái số của tôi mà không thành công nữa thì tôi cũng bó tay. À, thành tôi công không đó. Còn gì để nói nữa tuyệt cả. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt vời, tôi mà nổi da gà, tôi thấy nó dễ thương gì đâu. Hai anh chàng Double Wish cũng rất là dễ thương, không tập thể dục nữa chứ. Người ta nhảy nằm giữa phố đi bộ mà rất là vui. Và khi mà làm việc với B336, hai bạn này rất là thích luôn. Chỉ có thật sự hôm đó Cát Tường này hát không được thiệt. Mình hát ngồi mình liếu lưỡi, em lên mà nhai cái lưỡi luôn. Tại vì tiếng Nhật á, nó dài hơn tiếng Việt mình. Một cái câu nó như vậy thì, ví dụ câu mình có 10 chữ à, nhưng mình hát cái khuôn nhạc nó vậy, nhưng mà khi dịch ra tiếng Việt, dịch ra tiếng Nhật nó thành 20 chữ, 20 chữ mà chèn vô để vô đúng cái khuôn nhạc đó, mình bị nhai cái lưỡi nên mình bỏ cuộc. Thay mặt cho Ali C, cảm ơn B36, cảm ơn Double Wish rất là nhiều vì cái cảm giác của một người nhạc sĩ khi mà bài hát Đứa con tinh thần của mình được mọi người yêu mến ủng hộ, và thậm chí là được bạn bè quốc tế dịch ra rất nhiều phiên bản khác nhau, rất là tốt. Và đặc biệt là các em B36 thể hiện rất tuyệt vời. Mặt trước khi tới phần chấm điểm là chị Tường có muốn em chụp tấm kỷ niệm với nó lần đầu tiên của chị không? Đóng khung luôn, đó đóng khung. Không phải là lần đầu tiên mà 8 năm 8 tháng 10 ngày mới được quay trở lại. Chứ trước đây thì cũng đã từng. Thay mặt cho bộ mặt của Du lịch kỳ thú phiên bản như Cát Tường. Thay mặt cho cái bộ mặt thư ký của tôi, tôi quyết định thám tử xuất sắc nhất tuần này của thuộc về Cát Tường. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thái độ chỗ đàng hoàng. Thôi, được rồi. Mệt mỏi lắm. Rõ ràng tôi bị chèn ép. Alo, giám đốc đó hả? Hay là theo lệ làng là phải bầu chọn, dạ em biết rồi. Đó. Vậy thư ký thay mặt bộ mặt của Du lịch kỳ thú mà giám đốc không có chịu nên mình tiến hành bầu chọn. Cái gì? Cái mục đích của giám đốc đó là bầu chọn cho anh Hoàng rapper nhột nhột. Đó. Rồi, đi đi. Bữa nay âm thịnh dương suy nó vậy đó. 1, 2, 3. Trời ơi. Chị sỉ nhục với mặt em gì không? Hả? Năm đen. Rồi. Bây giờ tới phiên chị Cát Tường. Một đen là cho mày đó. 2, 3. Không còn gì để nói nữa đâu em. Trân trọng thông báo thám tử ra quân đầu tiên cũng quá xuất sắc đã thuộc về Cát Tường. Trở thành thám tử xuất sắc nhất tuần. Chúc mừng Cát Tường. Và sau đây sẽ là
hai nhiệm vụ tiếp theo của tuần kế tiếp. Nhiệm vụ đầu tiên có nội dung như sau: kính thưa chị Xí Xanh xinh đẹp và những thám tử vui nhộn của chương trình du lịch kỳ thú. Dạ, bên đây chị mặc áo xanh. Em tên là Tô Duy Quang Huy, lớp 12A1. Năm nay em 20 tuổi. Em muốn nhờ chương trình giúp em tìm hiểu cano mô hình. Em nhờ thám tử Bazo giúp em. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Ồ, cái này là Bazo giao. Rồi ok, Bazo. Du Lê đi. Tôi thích Du Lê đi à. Ờ, tại sao không ai yêu cầu Du Lê ta? Ừ, mọi người yêu cầu Du Lê đi. Hàng trăm fan của Du Lê này hãy yêu cầu Du Lê đi. Chứ nếu không đụng tới Du Lê. Nhiệm vụ đầu tiên đã cho Bazo. Thì nhiệm vụ tiếp theo không biết trao cho ai nè. Gửi cái thám tử vui nhộn. Em là Nguyễn Ngọc Bảo, 19 tuổi, đang ở Cần Thơ. Bạn trai em có một niềm đam mê rất tốn tiền. 19 tuổi có bạn trai rồi hả? Có quyền. Đó là mê giày. Mà em giống mà phải cũ là giày độc, giày lạ, không đụng hàng mới chịu. Giày Du Lê đẹp kìa. Giống mà cha cũ em tôi mê giày. Em nghĩ có khi ảnh mê giày còn hơn mê em nữa. Chưa, bỏ anh đi. Mà em thấy giày nào mà không phải là giày, quan trọng là mang được là ok rồi. Không khác chứ. Không biết có thám tử có cách nào thuyết phục bạn trai em bỏ niềm đam mê này không? Giờ chuyển qua mang giáp thôi. Tôi phải thuyết phục ngược lại là em phải hiểu đó là niềm đam mê chính đáng nhất. Thà người ta mê giày còn hơn mê gái, mê đứa khác, hiểu không? Hiểu không? Gì kỳ vậy? Tào lao. Chứ đó, đụng đến niềm đam mê của tôi. Ai ai? Tôi điên. Có bầu tên không? Có bầu tên. Rapper. Rồi đó, đi cho vừa lòng. Anh Hoàng. Đó. Cái gì vậy? Phải để những người rành về giày, xanh điệu về giày, như fashionista về dài như em. Trời ơi. Đôi mà dài hiệu như em. Dài này cỡ 8 năm chưa? Nhưng mà đôi này đâu có đọc lại gì đâu anh. Đôi này xì hầu như là ai cũng có một đôi basic kiểu này để mà mang mà. Ủa, chỉ là basic thôi mà dám gọi là đọc lạ. Ví dụ như dài đọc lạ. Em mua chợ bà chịu đó. Ví dụ như dài là, ví dụ như nó trong ở trong nó có đinh nè. À, hoặc là dài mà em thấy này. Em thấy là cái dài có chữ ký của em ở trên nó mới đọc lạ. Gì thôi bỏ đi em, chữ ký em chi. Tôi sẽ làm cho các bạn gái nó thay đổi suy nghĩ về cái niềm đam mê dài của những đấng đàn ông của chúng tôi. Rồi, thứ hai là sẽ làm nên một đôi dài độc và lạ. Ok. Em sợ anh thất bại nữa. Anh thấy còn hồi đi, bạn nó cấm luôn bạn dài luôn. Cố lên, cố lên Hoàng. Chương trình tới đây cũng hết thời lượng rồi. Mong quý vị là tiếp tục bật HTV7 lúc 22h45 để tiếp tục theo dõi chương trình nha. Và mọi người có thể like và follow Facebook của chương trình Du lịch Kỳ Thú. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt.